Lê Giang, một nghệ sĩ cải lương sở hữu giọng ca ngọt ngào ấn tượng, nhưng lại được biết đến nhiều hơn với vai trò là một nghệ sĩ hài với lối diễn tự nhiên, chân thực. Sau đây là những thông tin tiểu sử về cô ấy. Mọi người cùng xem hết video này nhé! Lê Giang tên thật là Nguyễn Thị Lê Giang, sinh năm 1972 ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga, sở hữu chất giọng cao vút, khỏe khoắn bẩm sinh. 15 tuổi cô đã trở thành đào chính ở các gánh hát trong tỉnh. Năm 1990, Lê Giang tham gia vào đoàn cải lương Thanh Nga. Thời gian sau, cô thử sức tại giải Trần Hữu Trang, nơi tuyển chọn những giọng ca cải lương vàng tại Hồ Chí Minh. Cô bắt đầu thi giải với nhiều khó khăn vì là gương mặt tỉnh, xa lạ với dân đô thị. Với sự cố gắng của bản thân, cô thành công chạm tới sâu thẳm trái tim khán giả. Tên tuổi của cô tại đây cũng bắt đầu được chú ý và trở nên phổ biến với công chúng hơn. Năm 1992, Lê Giang kết hợp cùng nghệ sĩ hài Duy Phương tạo nên cặp đôi vàng trong làng hài kịch trên khắp các sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, sang Úc định cư đến cuối năm 2015, về lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm định cư ở nước ngoài. Cô tiếp tục tham gia các vở hài kịch nhưng không tạo được nhiều dấu ấn lớn, khán giả cũng dần lãng quên cô. Mãi đến khi cô tham gia vào bộ phim Cô Gái Xấu Xí, mới dần được khán giả chú ý đến. Bộ phim được rất nhiều khán giả đón nhận, ủng hộ, nhờ vậy giúp cô bén duyên với sự nghiệp diễn xuất. Cũng chính từ đây mà cô chuyển từ hát cải lương trên sân khấu sang hẳn diễn viên hài. Sự nghiệp của cô liên tục thăng tiến khi đóng nhiều vai chính trong các bộ phim cùng với nhiều diễn viên nổi tiếng, vai diễn bà Sa bán cá trong tập phim Bà Năm Bốn của đạo diễn Duy Khánh và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả về khiếu hài hước của mình. Vai bà Lệ trong bộ phim điện ảnh Bố Già của diễn viên hài Trấn Thành, bộ phim đã vô cùng thành công với doanh thu lên đến gần 400 tỷ đồng, đạt kỷ lục phòng vé sau một tháng khởi chiếu. Mới đây nhất là vai chính trong phim Nhà Bà Nữ có tính tình dữ dằn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Hiện tại cô công tác thường trực tại sân khấu kịch Sài Gòn, ngoài ra cô cũng thường xuyên tham gia game show giải trí trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, cô còn phát triển kênh YouTube riêng của mình, nhận được rất nhiều lượt theo dõi và đón nhận. Cô còn có rất nhiều dự định trong tương lai như sản xuất các series hài theo dạng web drama, bắt kịp xu hướng hài hiện nay. Ngoài theo đuổi nghệ thuật thì cô còn kinh doanh tiệm nail với mong muốn có thể giúp đỡ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn học nghề, đào tạo nghề thành thạo để có thể nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, trang trải kinh tế. Cô quan niệm rằng mỗi người phụ nữ đều cần phải độc lập, tự chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống của mình, nên cô muốn truyền tải động lực đến tất cả phụ nữ. Lê Giang có khá nhiều trắc trở khi hai lần ly hôn. Năm 1992, kết hôn với diễn viên hài Duy Phương, có với nhau hai người con là Duy Phước và Lê Lộc. Tuy nhiên, sau 7 năm bên nhau cả hai đã đường ai nấy đi, hai người con theo sống cùng cha tại Sài Gòn. Sau ly hôn, cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn hơn, phải bươn chải kiếm sống để lo cho gia đình của riêng mình. Năm 2009, cô gặp gỡ với một Việt kiều Úc và đi theo tiếng gọi của con tim quyết định tiến thêm bước nữa, cùng chồng định cư tại nước ngoài. Cô tạm gác lại công việc nghệ thuật, toàn tâm lo cho gia đình. Hai người có với nhau một người con trai là Lúc Nguyễn, tưởng chừng đã tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng rồi cũng ly hôn sau 6 năm bên nhau. Năm 2016, cô cùng con trai quay trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp diễn hài của mình. Cô xuất hiện ở hầu khắp các sân khấu hài kịch, nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu quý từ khán giả. Con gái Lê Lộc cũng quay về, sống cùng cô và em trai khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Năm 2017, trong chương trình Sau Ánh Hào Quang của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Lê Giang đã tố chồng cũ là nghệ sĩ Duy Phương bạo hành, ném từ cầu thang xuống. Tuy nhiên, Duy Phương đã bác bỏ thông tin này, cho rằng những lời cô nói hoàn toàn sai sự thật, đồng thời đâm đơn kiện đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị sản xuất chương trình Sau Ánh Hào Quang, công ty Đông Tây Promotion, vì bị bôi nhọ danh dự trên sóng truyền hình. Sau đó, một tờ báo nhà nước đã kêu gọi tẩy chay chương trình vì cho rằng nhảm nhí, đồng thời một bộ phận khán giả phản đối chương trình Sau Ánh Hào Quang và đồng tình đề nghị dẹp bỏ chương trình này. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân quận 1 ra quyết định công nhận hòa giải thành công giữa nghệ sĩ Duy Phương và đơn vị sản xuất chương trình Sau Ánh Hào Quang, gồm HTV và công ty Đông Tây Promotion. Theo đó, Duy Phương nhận được 20 triệu đồng tiền bồi thường từ đơn vị sản xuất chương trình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Giang có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Tháng 8 năm 2022, cô hào hứng khoe căn biệt thự sang trọng ở Vũng Tàu, có tổng diện tích 600m², mất 5 tháng để thi công và hoàn thiện. Dù không tiết lộ giá trị căn biệt thự, song một nguồn tin tiết lộ căn nhà khoảng gần 10 tỷ đồng. Ngoài bất động sản, cô còn là tay chơi đồ hiệu nhẫn kim cương trong showbiz Việt. Cô thường xuyên gây choáng bởi những màn khoe nhẫn xịn sò và tần suất dày đặc vi vu trời Tây khiến dân tình phải ghen tị.
năm 1990, huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Năm 2016, quán quân gương mặt thân quen nhí. Năm 2021, giải thưởng ngôi sao xanh và huy chương vàng liên hoan kịch nói toàn quốc.